Người hiện đại đều thích tự sướng, còn điều tôi ghét nhất chính là chụp ảnh. Trịnh Thảo. Tôi tên là Trịnh Thảo. Tên và tính cách của tôi hoàn toàn trái ngược. Tại sao tôi lại ở đây? Vậy phải kể từ chuyện hôm qua. Em nhìn thấy gì chưa? Anh, sau này đừng làm việc về đêm nữa. Không nhìn thấy gì cả. Nhìn thấy rồi. Lát nữa nhất định phải cẩn thận. Anh, em vẫn luôn cẩn thận. Dừng. Anh, làm sao vậy? Kẹo cao su sẽ để lại dấu chân của chúng ta. Hiện trường nhất định phải được dọn sạch. Đó là sự chuyên nghiệp. Được. Em ăn gì đó? Kẹo cao su. Anh, anh, lần này chúng ta phát tài rồi. Ngốc à, lấy ở bên trong, không dễ bị phát hiện. Đứng lại. Nhìn kia kìa. Nhìn cái gì chứ? Chạy. Đuổi theo. Đứng lại đi. Đâu, đứng lại. Anh, chúng ta có thể chạy nhanh hơn họ không? Không sao, anh chạy nhanh hơn em là được. Đứng lại. Đứng lại đi. Đứng lại. Mau đứng lại đi. Chạy qua bên đó rồi. Bạn mệt không vậy? Không mệt, đừng chạy nữa, lên xe đi. Không lên. Chạy cầu dây bộ đến đồn cảnh sát sao? Xa lắm đấy. Vậy là đúng rồi. Anh em đừng quậy. Trộm bánh xe, tội ăn cắp, phạm phải điều 264 bộ luật hình sự của nước ta, phạt tù có thời hạn dưới nửa năm. Lảm nhảm cái gì đấy? Nhỏ tiếng chút được không? Dạ được. Tôi giàu suốt nên có kinh nghiệm. Còn nói nữa, trong phạm vi tôi quản lý, tôi tuyệt đối không cho phép xuất hiện những hành vi có ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống người dân. Là một viên cảnh sát, đối diện với những phần tử vi phạm pháp luật làm loạn kỷ cương như các cậu, tôi sẽ luôn nghiêm khắc. Tôi biết sai rồi, biết sai thì tốt. Sau đây cố gắng ở đây mà cải tạo, cố gắng làm lại con người. Và nhất định, tôi đây là một người như vậy. Đen là đen, trắng là trắng. Những gì bạn nhìn thấy không hề giống như những gì bạn nghĩ. Đối với tôi mà nói, chỉ là đổi chỗ ở mà thôi.
Tất cả mọi thứ trên đời đều không như mong muốn, giống như hòn đá trước mặt tôi đây. Chỉ cần tôi cố gắng, nhất định sẽ có người nhấc đi. Tuy nhiên, cuộc đời luôn có nhiều trắc trở và đau khổ, cần phải tự mình nhận lấy. Ca sĩ Lưu Quang đã từng nói, xét về thành bại, đời người hào hùng, cùng lắm làm lại từ đầu. Trịnh Hảo, chúc mừng cậu, cuối cùng được ra tù. Nhớ kỹ, sau khi ra ngoài, cậu làm gì tôi mặc kệ, nhưng nhất định phải làm người tốt. Đồng chí cảnh sát, đi đi. Không còn gì lưu luyến nữa rồi. Thật ra tôi muốn nói, đừng làm gian nữa, tôi đang bận. Mua ít hoa quả, cho một chùm nho đi. Cậu còn chưa trả tiền mà. Làm cái gì đấy? Làm gì vậy? Sao lại làm như vậy chứ? Bắt lại con nít. Chuyện gì vậy? Anh trai, trả bóng cho em nào. Tôi không hề cố ý. Mười một giờ thả ra ngoài, 11:06 đã quay lại. Trịnh Hảo, có phải cậu không có nơi ở không? Không phải. Vậy cậu nói xem, làm sao đây? Xác định thiệt hại trước, sau đó bồi thường. Còn phải bồi thường sao? Cậu nói xem. Phải đền. Anh, đồn cảnh sát xác định tổn thất rồi, chúng ta phải đền 5 vạn cho con phố đó. Lấy 3 vạn của nhà mình ra đây. Em tiêu hết rồi. Tiêu giờ đâu? Anh vào tù, em tìm người lôi anh ra không mất tiền hay sao? Không đúng. Hả? Anh đây mãn hạn được thả. Em tìm ai? Bọn họ. Em tiêu hết 3 vạn vào chỗ này sao? Em có gốc không vậy? Còn chỗ này nữa. Anh à, cùng em bái tạ ân nhân đi. Cậu ấy tên là Trịnh Trọng, là em trai ruột của tôi. Bạn không nghe nhầm đâu. Em ruột. Lúc nhỏ không ai muốn chơi với Trịnh Trọng, nhưng mà cậu ấy lúc nào cũng rất cố chấp. Tôi không thể tìm thấy một điểm nào tương đồng với tôi từ trên người cậu ấy. Vì vậy tôi rất hoài nghi, rốt cuộc cậu ấy có phải em ruột của tôi không? Vì chuyện này, tôi còn hỏi mẹ. Sau đó mẹ nhẹ nhàng nói cho tôi biết. Thật ra, hai đứa là anh em song sinh. Thời gian ra đời cách nhau chưa đến 1 giờ. Con đã dẫm lên đầu em con mà ra trước. Điều tôi nghi ngờ hơn đó là, chúng tôi là anh em sinh đôi, tại sao khác biệt lớn đến vậy? Nhìn tôi làm gì? Họp. Họp thôi. Nhìn tôi làm gì? Giờ họp thôi. Mấy giờ rồi? Sao vẫn chưa đến đủ vậy? Đợi đâu, truyền nhau xem mấy giờ rồi. Hạ Thiên Phạm đâu? Hạ Thiên Phạm. Hạ Thiên Phạm. Phương án B được. Hạ Thiên Phạm, cô đến muộn, còn trốn ra phía sau. Lên phía trước. Dạ. Phương án cho chương trình mới, tôi đã xem xét rồi. Vì mặt sáng tạo chương trình hay thực tế tổng thể, hay giải quyết các vấn đề cụ thể, phải nói là kém, dở tệ.
khiến người ta phát ói. Cậu đấy, chạy nhanh nào, chị em, rồi ba, đến đây nào, nước bọt trên đầu lưỡi. Đây mà là sáng tạo cái gì chứ? Anh chị có thể động não chút không? Chúng ta đổi chỗ đi. Tôi nói cho anh biết, chúng ta đều là nhà sáng tạo, phải vận dụng năng lực sáng tạo, phát huy sức tưởng tượng của mọi người. Cậu nhìn tôi làm gì? Chủ nhiệm à, em có một ý này. Em từng làm một chương trình giải trí Hàn Quốc, dùng hình thức người thật việc thật, kể về quá trình một người xấu trở thành một người tốt, tỷ số người xem lại vô cùng cao. Tên là Bad Guy Quay Đầu của Hàn Quốc sao? Phải, đều là ăn cắp của Hàn Quốc thôi. Các bạn trẻ, chúng ta là nhà sáng tạo, động não một chút đi. Chúng ta cần phải làm những chương trình mang bản sắc riêng. Bad Guy Quay Đầu. Tôi thấy chúng ta nên làm Bad Guy Xin Hãy Quay Đầu. Bạn là một kẻ sống nghèo khó tàn ác. Bạn từng làm những chuyện khiến người ta rợn tóc gáy. Bạn muốn làm lại từ đầu, được người khác tha thứ không? Hãy nói ra câu chuyện của bạn. Giải thưởng lớn 500.000 nhân dân tệ đang dãy đợi các bạn. Mời bạn đón xem Bad Guy Xin Hãy Quay Đầu. Chương trình này có kẻ gốc mới đi. Tôi tên là Trịnh Hảo. Tôi là kẻ xấu nghèo mà ác. Tôi từng làm chuyện khiến người ta rợn tóc gáy. Tôi có một câu hỏi. Hôm nay anh đến đây rốt cuộc là vì thành tâm muốn trở thành người tốt, hay là nhắm vào giải thưởng lớn của chúng tôi? Là sự mê hoặc của giải thưởng. Đều cũng rất thành thật đấy. Được, hãy nói về ước mơ của anh và được giải thưởng lớn. Thành thật mà nói, tôi vô cùng thích anh. Anh còn điều gì muốn nói không? Ba khách mời đừng lề mề nữa được không? Ba người chúng ta cùng nhau bình chọn thôi. Đâu? Thật hay giả vậy? Có lẽ là thật. Trịnh Hảo từ nhỏ đã bung ba với tôi. Cậu ta còn đểu hơn cả tôi. À, nói xem, nếu trước khi chúng ta vào đấy mà có chương trình này, bây giờ chúng ta còn ngồi đây không? Đúng vậy. Anh có thể giúp tôi liên lạc với anh đấy, đăng ký cho tôi không? Tôi sẽ cố gắng sau khi ra tù tham gia mùa sau. Không thành vấn đề. Cậu bị phán ngồi bao lâu? Không thời hạn. Anh đã qua đây rồi. Bao giờ họ mới đưa tiền? Không phải đang đợi đó sao? Lau nước mũi đi. Chào hai anh, tôi là biên đạo làm việc với các anh Hạ Thiên Phàm. Đầu tiên chúc mừng hai anh thuận lợi thông qua cuộc tuyển chọn của chúng tôi. Ở giai đoạn đầu tiên, chúng ta sẽ tiến hành quay tập phim tha thứ. Bút rơi rồi. Hai anh nghĩ mà xem, những kẻ thù từng bị hai anh làm tổn thương và sự thay đổi của hai người mà trở thành những người bạn tâm đầu ý hợp. Khi tay hai người nắm lấy nhau, đó sẽ là một cảnh tượng như thế nào? Khi kẻ thù trở thành bạn, khi căm thù trở thành tình bạn, cuộc sống của các anh một lần nữa lại được yêu, được bao dung. Đương nhiên, quá trình này sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng mà đừng có sợ, bởi vì chỉ cần có lòng, nhất định có thể thành công. Cố lên. Tôi nói như vậy, hai anh hiểu rồi đúng không? Thiên Phàm. Chủ nhiệm. Thiên Phàm, hôm qua tôi bảo cô đi ăn với Trần Đài, sao cô không đi? Hôm qua tôi không được khỏe lắm. Bây giờ thế nào? Đỡ nhiều rồi. Vậy bữa cơm tối nay cô đi đi, cùng với Mao Đài.
uống rượu với Mao Đài. Chủ nhiệm bà, tôi cảm thấy dường như tôi vẫn chưa được nhanh nhẹn. Thiên Phạm, nếu cô ở tổ này làm việc không thoải mái, vậy thì tôi sẽ điều cô qua tổ khác. Qua tổ nắng chiều đẹp nhất, làm tổ trưởng. Tôi làm ở đây rất tốt, thật đấy. Cô nghĩ kỹ đi. Dạ được, tạm biệt chủ nhiệm. Ai vậy? Chủ nhiệm Tạ của chúng tôi. Cái này cho anh. Nói một cách thông thường, đây là thiết bị quay đặc biệt, được phóng viên thường sử dụng trong những trường hợp đặc biệt. Cô có thể nói chuyện bình thường không? Máy quay trộm. Không phải đây là chương trình người thật việc thật sao? Vì vậy các anh phải quay lại cả một quá trình. Có vấn đề gì không? Có đấy. Chiếc máy quay trộm này tôi không biết dùng cho lắm. Cô có thể dạy cho tôi không? Không phải vấn đề. Vivian, tôi đây. Trịnh Hảo, đây là anh Béo bên phòng thiết bị. Dạy cho anh ta biết cách dùng đi anh Béo. Xin chào, tôi là Vivian. Tôi sẽ dạy tay đôi cho các cậu biết. Tôi biết rồi. Đàn ông quá. Đúng rồi Trịnh Hảo. Hay anh nhớ xem những gì xấu hay anh đã làm nhiều năm qua, giúp đỡ bọn họ và ghi lại được cảnh họ nói. Tôi tha thứ cho cậu, coi như thành công nhiệm vụ. Phần đầu tiên của chúng ta chính là tìm được nhân vật chính của những câu chuyện này. Công. Tìm ở đây. Biết hay anh không biết bắt đầu từ đâu, nên chúng tôi đã giúp hai anh tìm một người. Hà Xuân Phong. Hà Xuân Phong. Hà Xuân Phong là bạn tiểu học của tôi. Ba cậu ấy thích sưu tầm đồ cổ. Mà việc chúng tôi thích nhất khi đến nhà cậu ấy chính là lấy đồ của ba cậu ấy đổi thành hộp kẹo của chúng tôi. Bà chủ, làm gì? Ông chủ, Bad Guy, xin hãy quay đầu. Tập tha thứ. Hà Xuân Phong, Trịnh Hảo, đúng, tôi. Xuân Phong à, cậu có thể tin tôi một lần không? Xuân Phong à, anh tránh ra. Em làm gì vậy? Phá cửa. Trịnh Hảo, vậy tôi sẽ tin cậu. Trịnh Hảo, vậy tôi sẽ tin cậu. Trịnh Hảo, cậu có thể tha thứ cho tôi không? Cậu cũng thấy đó. Và tôi không còn đồ cổ nào để cậu đổi nữa đâu. Lần này tôi đến là để nói với cậu một câu. Xin lỗi. Đây là bình cổ cuối cùng trong nhà tôi. Cho cậu. Cậu đừng làm hại tôi. Xuân Phong, cậu có ý gì vậy? Trịnh Trọng, để vào đi. Xuân Phong à, lần này tôi đến là thành tâm thành ý xin lỗi cậu. Tôi đảm bảo sẽ không làm hại cậu và người nhà cậu. Tôi hiểu rồi. Cậu không làm hại tôi. Cậu dẫn anh em đến hại tôi. Xuân Phong à, đi nhanh đi. Không đi tôi báo cảnh sát. Em làm gì đấy? Anh, cậu ta muốn báo cảnh sát. Đứng sang một bên cho anh. Trịnh Hảo, có phải vấn đề giữa chúng ta nhất định phải giải quyết bằng bạo lực đúng không? Tôi thật lòng muốn giúp cậu, để bù đắp những tổn thương năm đó gây ra cho nhà cậu. Tôi không có gì để mà cậu giúp hết. Sức khỏe cậu thế nào? Không bệnh tật. Nhưng nay bị cậu đánh cho bầm người đây. Thu nhập thì sao? Tôi là kỹ sư ô tô cao cấp, lương tháng 3 vạn. Còn chuyện tình cảm, bạn gái tôi là qua khỏi thành phố năm ngoái. Em làm gì đấy? Cậu ta chém gió quá rồi. Rốt cuộc hai cậu muốn gì? Chúng tôi thật sự muốn giúp cậu. Tôi hy vọng hai cậu có thể giúp ba tôi. Em hiểu rồi. Cậu ấy muốn chúng ta cho ba cậu ta một trận. Im miệng. Là ý em ấy nói sao? Không phải đánh ba tôi, là cứu ba tôi. Hai cậu không biết, ba tôi đặt hết tâm huyết vào thú chơi đồ cổ. Kết quả bị hai cậu đổi hết thành hộp kẹo. Từ đó về sau, tính tình ông ấy thay đổi rất nhiều, chưa từng nở nụ cười. Tôi rất hy vọng ông ấy có thể cười trở lại. Việc này chúng tôi nhất định sẽ giúp.
Bình thường ông lão sống trong trạng thái thế nào? Mỗi ngày 6 giờ mới thức dậy, đi vệ sinh lúc 6 giờ 5 phút. Bảy giờ 10 phút giải quyết xong. Sau khi đi vệ sinh xong, bắt đầu ăn sáng. Ăn đến 1 giờ chiều. Sau đó dắt gà đi chơi. Chú Hà, dắt gà đi dạo đó à. Cho đến 8 giờ tối, ông về nhà ăn cơm và ngủ. Không sai một phút. Làm sao để khiến một ông lão 60 tuổi vui vẻ trở lại? Tìm vợ. Đúng vậy. Ba của Hà Xuân Phong chỉ có một mình, chị nên mới buồn bã ủ rũ. Không phải các cô có chương trình nắng chiều đẹp nhất đó sao? Ở đó toàn ông lão bà lão. Vậy nên tôi muốn cô giúp tôi mở một cuộc tuyển chọn. Tuyển chọn. Tiếp sau đây chúng ta sẽ dành thời gian cho 50 ông chú của chúng ta. Chúng ta làm qua loa như vậy để chọn bạn đời cho người ta sao? Không được cầu ý kiến của chú Hà sao? Có chứ. Đây là tuyển chọn. Chú Hà mới là vòng chung kết. Chú à, chú được chọn. Cháu đang chọn cho chú. Đây. Đây là quán quân của cuộc tuyển chọn lần này. Dì Thúy Bình. Không được sao? Vậy đây, giọng hát vàng trong khu chúng ta, dì Hầu Bảo. Đây, 58 tuổi, dì Hồ. Nghe nói tâm linh, biết coi bói. Không thích à? Không sao. Các dì trong khu chúng ta đều ở hết đây. Chú nói xem, chú thích người như thế nào? Thật ra, chú thích kiểu như Hạ Thiên Phàm. Hai anh quá đáng rồi đấy. Sao thành ra thế này? Là Hà Xuân Phong bảo tôi giúp ba cậu ấy. Chúng tôi giúp rồi. Được. Vậy tôi hỏi hai anh, hai anh đã tận tâm chưa? Hai anh đã đáp ứng được nguyện vọng của chú ấy chưa? Đáp ứng rồi. Cái gì có thể đáp ứng tôi làm rồi. Anh à, điều cuối cùng anh có thể đáp ứng nhưng anh đâu có thể làm. Em có ngốc không vậy? Em bị điên sao? Anh làm gì đó? Sao lại động thủ? Được rồi, bỏ qua vấn đề này đi. Phan hẳn nói, cuối cùng anh không thể ra tay đánh ông lão như vậy. Tôi không kiềm chế được. Hai vị à, mục đích của chương trình là giúp các anh xây dựng được hình tượng kẻ xấu thành người tốt. Giờ thì hay rồi. Kẻ xấu ngày một xấu. Tôi đâu có xấu. Đánh ông già mà không xấu xa sao? Cho dù chú ấy không phải người già, chú ấy cũng là ba của Hà Xuân Phong mà. Anh đi giúp người ta, kết quả là đánh ba người ta. Đổi lại đi, nếu người khác đánh ba anh đồng ý không? Phải. Vậy anh thấy hai anh còn có thể tham gia quay phim giai đoạn 2 hay không? Cô hỏi anh tôi đi. Sao anh ở đây? Tìm tôi có việc à? Tôi muốn hỏi anh xem anh có cảm nhận gì. Không gì cả. Tôi thấy tôi là một kẻ xấu. Để ứng từ trong xương cốt. Không phải. Làm người tốt đâu dễ vậy. Phải kiên trì. Giai đoạn 2 chúng ta sẽ tiến hành quay tập trả nợ. Đương nhiên quyền lựa chọn là ở anh, tiếp tục hay từ bỏ. Từ bỏ. Từ bỏ là mất hết đấy. Nếu tiếp tục và thành công, tiền thưởng sẽ gấp đôi. Cô có thể đừng nhắc đến tiền mãi vậy không? Phải nói xem giai đoạn 2 thế nào chứ.
Giai đoạn 2 phải bắt đầu từ món nợ anh nợ đầu tiên. Món nợ lâu nhất sao? Phải. Vậy phải ngược dòng lại. Hồi cấp 3, cậu tên Dương Lộc sao? Ai đặt tên cho cậu vậy? Rốt cuộc là cừu hay là nai? Đại ca, anh giỏi quá. Sừng của cậu đâu? Đâu rồi? Quy tắc của chúng tôi chắc cậu biết chứ. Yêu tôi. Phí bảo hộ. Cũng không có ai muốn đánh tôi. Tôi không cần bảo hộ. Đánh cô ta. Có nhắc đến tôi không? Không. Đáng đời. Dẫn tôi đi. Chuyện này tôi sẽ đòi lại công bằng cho cậu. Hai chúng ta thôi sao? Thêm cậu cũng là thừa thải thôi. Sợ rồi sao? Đã đi được ba chặng rồi. Rốt cuộc ở đâu vậy? Quạt cái là đến rồi. Đi thôi. Anh biết vì sao tôi đến đây không? Không biết. Chị có thể giữ chút thể diện không? Không được. Có phải tôi rất thân với anh không? Tôi hỏi anh lần cuối, chuyện này có thể bỏ qua không? Không được. Tôi đã quỳ xuống xin lỗi anh rồi. Anh còn muốn thế nào nữa? Muốn đánh người? Vậy nên tôi đã dẫn người đến cho anh rồi đây. Anh. Trịnh Hảo, cậu không phải là người. Sau trận đòn đó, Dương Lộc làm việc mất 3 tháng. 10 đồng tôi nợ cậu ấy, đến bây giờ vẫn chưa trả. Anh, bây giờ Dương Lộc già quá rồi. Anh à, anh xem đây là cái gì? Đừng động vào. Cái này từ thời Nam Tống đấy. Một loại đá du hô hiện được sản xuất tại vùng Nam Kinh. Giá không nhỏ đâu. Đến rồi à Hảo. Lộc, ngồi đi. Ngại quá, tôi đang đói. Ăn chút đi. Không cần. Hai cậu đến đây làm gì? Ý gì đây? 17 năm trước tôi lấy của cậu 10 đồng, giờ trả lãi suất 0,35% của ngân hàng hiện nay. Lãi của 17 năm cộng thêm 10 đồng tiền gốc, tất cả là 69,5 đồng. Tôi trả cho cậu. Cậu đến là vì chuyện này sao? Đúng. Trả nợ. 17 năm trước cậu lừa tôi 10 đồng, cậu để tôi chịu đòn. 17 năm sau cậu trả tôi 69,5 đồng, coi như trả nợ xong sao? Hợp lý không? Ada, bao năm như vậy, nhiều chuyện xảy ra như vậy, đưa cậu ấy 69,5 đồng đúng là không đủ. Lộc, 70 đồng, không cần trả lại. Cậu là đồ ngốc à? Thế này, Dương Lộc à, tôi biết bây giờ cậu không thiếu tiền, hai chúng tôi là muốn bù đắp cho cậu. Ban đầu để cậu ăn đòn một trận đúng là rất ấm ức. Hay là thế này, em trai tôi ở đây, cậu đánh trả lại. Cái tuổi đánh đánh giết giết đã qua lâu rồi. Hai cậu cầm về mà ngồi tàu. Tôi không cần số tiền này. Đừng bà, chúng thành ý thôi. Cái gì mà thành ý? Sao cậu vẫn chưa hiểu? Đây là chuyện tiền đông sao? Năm đó tôi bị đánh phải nằm viện 3 tháng. 3 tháng đó bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tiền bạc chứ? Đúng vậy. Lộc à, tôi hiểu ý cậu. Số tiền này không thể bù đắp cho cậu. Hay là thế này nhé, trong tầm khả năng của tôi, cậu muốn tôi làm gì cũng được. Bây giờ trong xã hội không nhiều người chủ động đến trả nợ như cậu. Chỉ bằng cậu giúp tôi đi rồi tiền. Tìm ai đòi? Lữ Tứ Hải. 3 triệu nhân dân tệ. Gọi ngay Lữ Tứ Hải.
Nhỏ tiếng thôi. Đến muộn rồi đó nha. Đứng ra đi. Đứng sang. Sao bà sống như vậy chứ? Cậu xem tay cậu xăm gì chứ? Thời đại nào rồi mà con xăm hình rồng? Cậu xem cậu xăm ở đâu? Xăm cái gì? Nếu cậu muốn xăm, cậu đừng xăm trên cánh tay. Cậu phải học tập thôi. Xăm khắp lưng. Ada, anh xăm khắp lưng sao? Anh xăm gì vậy? Đôi cánh tàng hình. Ai cười đấy? Cậu béo kia, bước ra. Đúng cậu đấy. Không nghi ngờ gì nữa, ra đây. Dậy lên. Tôi hỏi cậu, cậu là người của ai? Tôi là người của anh trai tôi. Tôi xem anh cậu là ai đây. Người đó. Ai cơ? Anh ấy. Người anh em, gọi cậu kia. Không phải. Anh làm cái gì vậy? Cậu là Trịnh Trọng, em anh. Lôi hai cậu ta ra ngoài. Dậy lên. Hai cậu là ai? Làm gì? Anh Tứ Hải. Hai bọn em là người dân tộc phái đến đòi tiền. Có tiền? Không đưa. Tại sao chứ? Không muốn đưa. Anh có vẻ ngang ngược quá. Chị cậu xem. Đối phó với mấy cậu chỉ một điếu thuốc. Thêm một phát nữa. Anh, đừng hút nữa. Không tốt cho phổi. Đào, nghe lời. Đừng hút nữa. Tôi khâm phục cậu thật đấy. Triệu Cửu Châu của tập đoàn Cửu Châu nợ tôi 3 triệu nhân dân tệ. Nếu hai cậu đòi được số tiền này thì mang về cho Dương Lộc. Anh, chúng ta có phải nên ác một chút không? Thương tích này người thế này cũng đủ rồi. Chúng tôi đến lấy 3 triệu anh nợ Lữ Tứ Hải. Có chuyện gì mang lên công ty tôi nói chuyện. Ý gì đây? Anh một mình, chúng tôi hai người. Đánh đi. Không cần rửa tay. Còn một tờ giấy nợ. Hắn ta ở Thẩm Dương, tên Dương Lão Ngũ. Được rồi, cầm lấy đi. Cầm lấy. Cầm lấy đi, dậy lên. Đến tìm anh ta đi. Người này ở Phúc Kiến, tên là Lưu Văn Tử. Tôi sống không dễ dàng gì. Ở Ấn Độ tìm A Tam. Người Ấn Độ chúng tôi theo tín ngưỡng sẽ không nợ mà không trả. Vậy tôi yên tâm rồi. Thực sự không có tiền. Đến Bắc Kinh tìm cậu ấy, Dương Lộc. Tôi đưa cậu giấy nợ, bảo cậu đi đòi nợ cho tôi. Hai cậu không mang được đồng nào về, cậu mang giấy nợ gì cho tôi? Cậu nợ tiền không trả, giờ nói lý lẽ gì? Tôi không có ý đó. Sao không phải ý đó? Giấy nợ trả tiền, đó là đương nhiên. Nghe tôi giải thích. Đánh đi. Quá đểu. Tôi sẽ không đội trời chung với những kẻ xấu xa này. Nhưng trước đây, hai anh cũng là người xấu. Người xấu thì không thể làm chuyện tốt nữa sao? Lần này tôi nghiêm túc đấy. Vậy bây giờ hai anh có niềm tin tiếp tục với chương trình này không? Có niềm tin. Niềm tin từ đâu mà có? Sự nỗ lực của bản thân và sự yêu mến của biên đạo Hạ Thiên Phàm dành cho tôi. Có biết xấu hổ không vậy? Làm sao? Em không phải thức ăn của Hạ Thiên Phàm sao? Đương nhiên là không. Tại sao? Vì em không có rau. Toàn là thịt. Toàn là rau, không có thịt. Lão Tam, chúng ta đang ngồi tù, không phải đi nghỉ mát. Được rồi,
Chẳng bao lâu nữa chúng ta có thể ra ngoài đi nghỉ dưỡng rồi. Đúng vậy, đến lúc đó bốn người chúng ta đến Thái Lan bao cả một hòn đảo luôn. Mấy anh đi đi, tôi không đi, tôi ăn đây. Thiên Phàm, chủ nhiệm, nhìn bộ tóc giả mới của tôi thế nào? Rất giống. Tối nay có việc gì không? Tôi đã hẹn cầu đài đánh bida. Tôi không đi đâu. Sao vậy? Cô có chuyện gì sao? Không có gì. Tại sao cô không dám nhìn tôi? Có thể là chương trình này tôi chưa làm tốt. Thiên Phàm, đừng khiến bản thân mệt mỏi như vậy. Tôi có thể điều cô đến tổ nắng chiều đẹp nhất làm tổ trưởng. Không cần đâu chủ nhiệm, Trịnh Hảo là dự án đầu tiên của tôi, tôi muốn hoàn thành tốt nó. Sao lại cái tên Trịnh Hảo đó? Kỳ đầu tiên cậu ta đánh người ta, kỳ thứ hai người ta lại đánh cậu ấy. Tôi thật sự rất tò mò tiếp theo cậu ấy có thể làm gì. Chàng trai này nghịch ngợm thật đấy. Được rồi, hai người nói chuyện đi. Tạm biệt chủ nhiệm. Tên hỏi này lại nói xấu tôi phải không? Không có. Hôm nay sao đến sớm vậy? Tôi muốn báo với cô sớm một chút. Tôi nghiêm túc đấy. Chân ai vậy chứ? Ai đã đáp vào vậy? Cảm ơn chàng trai. Không có gì. Đến chơi được các bạn nhỏ. Chơi đến đây. Đừng chạy mà. Uống chút nước đi. Bà uống chút nước. Trịnh Trọng, anh có đóng không để tôi giúp anh cởi ra? Được. Anh làm sao vậy? Không sao. Thật sao? Tôi thấy anh có chút thất vọng. Tôi đã từng làm bao nhiêu chuyện xấu một cách dễ dàng như vậy. Bây giờ tôi muốn nghiêm túc làm chuyện tốt, nhưng không làm được. Cô nói xem, có phải tôi sinh ra là một kẻ xấu không? Không thể làm được chuyện tốt. Đương nhiên không phải. Tôi nói với anh nhé, mỗi chúng ta khi vừa sinh ra đều vô cùng lương thiện. Vậy nên làm người tốt hay làm kẻ xấu là do bản thân lựa chọn. Được rồi, anh đừng nghĩ đến mấy chuyện buồn bã này nữa. Chúng ta đổi địa điểm đi. Nào nào, bắn trúng năm phát tặng gấu bông. Để tôi dạy cô. Dòng đua quay ngựa. Đi.
Tôi xin lỗi, chúng tôi đang cầu hôn, phiền anh chị tránh ra một chút. Cảm ơn, tôi xin lỗi. Thiên Phạm, anh chị muốn dùng gì? Cho tôi một suất củ cải khô, đậu tương. Ada, đây là củ cải, đậu tương khô ạ. Anh gọi cái gì đấy? Để tôi. Cho tôi một suất củ cải khô và đậu tương. Mấy thứ còn lại cậu liệu mà mang lên nhé. Dạ vâng. Cảm ơn. Đúng rồi, Trịnh Trọng và anh Béo đâu? Tôi đoán hai bọn họ hạnh phúc hơn chúng ta. Cậu uống chút nước đi. Tôi đưa nước cho cậu thôi mà. Trịnh Trọng à, Trịnh Trọng, xem tính tình của cậu ta kìa. Trịnh Trọng, đẹp được đấy. Ghế cũng không tồi. Bạn cũng đẹp. Thiên Phàm, uống chút bia không? Tôi không biết uống lắm. Tôi cũng không uống giỏi lắm. Phục vụ, đến đây. Anh muốn gọi gì? Cho một cái bia. Đâu, tiếp tục đi. Không phải anh muốn uống bia sao? Trịnh Hảo, anh không phải người xấu. Ai nói vậy? Tôi điểu lắm. Trịnh Hảo, anh có sợ ai không? Có chứ. Mẹ tôi, mẹ tôi vô cùng xinh đẹp. Mẹ tôi có một đôi mắt to, lông mày mẹ tôi nhỏ lắm. Chỗ này có một nốt ruồi. Mẹ tôi lúc nào cũng mặc chiếc váy màu xanh nước biển, kiểu xanh trong đó. Sau này chặt đến nỗi thành màu trắng luôn rồi. Thành màu trắng cũng rất đẹp. Mẹ tôi mặc gì cũng đẹp hết. Trên thế gian này, tôi sợ mẹ tôi nhất. Trịnh Trọng cũng sợ mẹ. Hồi nhỏ, Trịnh Trọng hay bị người ta bắt nạt. Lần nào cũng là tôi giúp em bé ra mặt. Vì Trịnh Trọng, không ít lần tôi đánh nhau với người ta. Bởi vì tôi đã từng hứa với mẹ phải bảo vệ cho Trịnh Trọng. Tôi sợ bà giận, sợ bà buồn, sợ bà khóc. Sợ bà rời đi. Ký ức tối hôm đó, tôi chỉ nhớ mơ hồ. Tôi và Thiên Phạm nói chuyện rất lâu về mẹ và em trai. Anh, em đã đêm không về,
anh đã dắt Thiên Phạm về đây ngủ. Không phải đâu Trịnh Trọng à, không phải như anh dẫn Thiên Phạm về ngủ, em không nói gì. Nhưng anh không thể để cô ấy ngủ bên của em chứ. Không phải anh không biết, em có chứng sợ bẩn à? Tôi có thể đi tắm không? Bên đó. Anh, Hạ Thiên Phàm thích em trước đấy. Chuyện khi nào vậy? Lần đầu gặp mặt, cô ấy đã cười với em. Cười như thế nào? Đó là chê cười. Anh nói cho em biết, chuyện giữa anh và Hạ Thiên Phàm chắc chắn rồi. Cái gì mà chắc chắn? Em đừng nói mấy chuyện này với anh nữa. Nói nghiêm túc này. Bây giờ anh muốn làm người tốt. Tôi giặt đồ rồi. Mượn áo sơ mi của anh mặc một chút. Hy vọng anh đồng ý. Và anh có dây buộc tóc cho con gái không? Bây giờ anh lại muốn làm người xấu. Không có dây buộc tóc. Nó đẹp hơn dây buộc tóc nhiều. Đẹp không? Đẹp lắm luôn. Thiên Phạm đến rồi sao? Chủ nhiệm tìm tôi sao? Cậu ra ngoài. Thiên Phạm ngồi đi. Chương trình Bad Guy xin hãy quay đầu của các cô. Gần đây xảy ra chút vấn đề. Nói quá nhiều chuyện xấu, ca ngợi người tốt quá ít. Theo ý kiến của cấp trên, chương trình này dừng phát sóng. Dừng phát sóng. Tại sao? Một chương trình không có chút năng lượng tích cực, còn cần làm tiếp sao? Chủ nhiệm, sao lại không truyền năng lượng tích cực chứ? Anh xem, chúng ta đang kể câu chuyện về kẻ xấu thành người tốt. Đây không phải là tích cực sao? Người xấu thành người tốt ở chỗ nào vậy? Cái tên Trịnh Hảo đó sao? Mấy kỳ phát sóng gần đây, tôi chỉ nhìn thấy cậu ta ngày một xấu xa thôi. Thiên Phạm đâu? Lúc nãy còn ở đây mà. Tôi tìm giúp anh. Không cần. Men quá đi. Trịnh Trọng giờ này khỏe chứ? Trịnh Hảo, Trịnh Trọng, bọn họ đã thay đổi rồi. Bọn họ thực sự đã rất cố gắng, nhưng vẫn chưa làm được gì. Chúng ta phải cho họ thời gian chứ. Tôi nói cho cô biết, chương trình này của cô là cho tôi đã nói biết bao nhiêu lời tốt đẹp trước mặt hội đồng quản trị. Nếu không, chương trình này đã sớm bị dừng lại rồi. Tôi còn có việc, cô đi làm việc đi. Thiên Phạm, tôi đang tìm cô đây. Tôi đã nghĩ ra nhiều phương án. Phương án đầu tiên, tôi từng làm tổn thương một cô gái. Khi đó cô ấy để hai bím tóc. Tôi đã buộc pháo vào hai bên. Sau đó cô ấy đã mất đi hai bím tóc. Thay vào đó là bệnh rụng tóc. Không được sao? Khi tôi làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài, ông chủ ở đấy giả tạo vô cùng, đổi cà phê thành đất, uống đất cả tháng trời. Thiên Phạm, còn một chuyện nữa, chương trình vừa phát sóng rồi. Cái gì? Chương trình vừa phát sóng rồi. Tại sao? Chương trình Bad Guy xin hãy quay đầu. Đối tác như chuyện xấu, không hề ca ngợi việc tốt. Nên ý cấp trên là dừng phát sóng. Sao mà không ca ngợi việc tốt chứ? Không phải tôi vẫn luôn làm chuyện tốt đó sao? Nhưng anh không làm được chuyện nào. Sao không có? Không phải cần có quá trình sao? Là cô nói chứ tôi phải kiên trì. Trịnh Hảo, anh bình tĩnh đi. Chương trình đã dừng phát sóng rồi.
Một website cho những phát sóng một chương trình là bình thường. Vì sau khi chương trình kết thúc, ai làm gì của người đó? Tiếp theo nên làm gì? Tôi không biết. Chúng tôi thì sao? Thầy Buster. Thiên Phạm, chủ nhiệm. Sau này cô sẽ là tổ trưởng của tổ nắng chiều đẹp nhất. Anh, em không hề thích chương trình đó. Người ta thường nói kẻ xấu quay đầu quý hơn vàng. Chúng ta đã quay đầu bao lần rồi? Một đồng cũng không có. Anh nói xem có phải dừng phát sóng là vì không muốn trả tiền cho chúng ta không? Thiên Phạm cũng chẳng tốt đẹp gì, lúc nào cũng nói mấy lời đạo lý, khuyên chúng ta kiên trì. Còn bản thân cô ấy thì sao? Chạy qua làm tổ trưởng nắng chiều đẹp nhất rồi kìa. Hôm nay không vui cũng không sao. Chúng ta hãy nghĩ đến ngày mai, vẫn không tốt đẹp gì. Quen rồi, quen là được. Có rất nhiều chuyện không đáng, cùng lắm mình làm lại từ đầu. Không phải đời người vẫn luôn luân hồi đó sao? Chúng ta đi trộm lốp xe lần nữa. Anh nói xem Hạ Thiên Phàm và chủ nhiệm Tạ có một chân không? Em có im miệng không? Anh, không phải em đã khuyên anh sao? Em đã làm tổn thương anh đấy. Anh thất bại, một nỗi trách nhiệm là cho em. Toàn gây chuyện thôi. Gây chuyện sao? Nói ít thôi được không? Lại cãi nhau à? Lão Tam, từ xa đã nghe thấy hai người cãi nhau. Bao năm rồi vẫn cãi nhau. Anh ra ngoài từ khi nào vậy? Mới ra. Vừa ra tìm hai cậu luôn. Phải. Để anh giới thiệu, đây là anh em anh quen trong đó. Mặt sẹo, đây là Đại Dũng. Ai sẹo, anh Dũng. Đào, ngồi đi. Hai cậu, đây là anh em tốt trước đây của tôi, Trịnh Hảo và Trịnh Trọng. Lần đầu gặp. Trong cuộc, ngày nào tôi cũng xem chương trình của các cậu. Hot lắm. Dừng phát sóng rồi. Dừng rồi sao? Vậy tiền thưởng thì sao? Chắc là dừng vì tiền thưởng. Không sao, còn gì con đường khác mà. Đúng vậy, dừng lại càng tốt. Mấy anh em đây đang nghiên cứu làm thứ gì đó. Hôm nay chúng ta không nói chuyện buồn, chỉ uống rượu thôi. Đúng vậy, đào cạn. Ở đây hơi bí, chúng ta tìm chỗ nào đó hưng phấn một chút rồi uống tiếp. Hai, em là Tiểu Hồng. Em là Tiểu Lam. Em là Tiểu Thanh. Tôi là Dương Cương. Cái gì vậy? Em ấy là em trai họ của em, mới từ Thái Lan về. Một chiều chiều kề bay đến nhà anh. Anh có chuyện muốn nói với cậu. Uống đi. Ai đấy? Bạn gái sao? Uống. Xấu xa trong đám xấu xa. Người đẹp, nhìn em hơi quen. Bao nhiêu tiền? Cúp. Bạn bè lắm. Anh Tam, bạn gái à? Hai người nói chuyện đi. Một chiều chiều bay nhé. Tạm biệt. Tạm biệt. Chuyện gì vậy? Tổ trưởng Hạ. Hãy subscribe.
Đi nhé. Trịnh Hảo, tôi vẫn luôn cho rằng anh giả vờ xấu xa. Tôi không ngờ đó là thật. Tôi đi đây. Điện thoại của anh đâu? Thiên Phạm gọi cho anh nhiều như vậy sao? Sao không nghe máy của anh? Qua anh nói chuyện với người ta như thế, chẳng ai muốn nghe máy đâu. Sao cô ta biết anh ở đó? Có thể nhìn thấy bài viết của em rồi. Em nói cho anh biết, lần đầu tiên em được đến quán karaoke sang trọng như vậy, em nhất định phải lưu lại địa chỉ. Em là em ruột của anh sao? Đúng vậy, là em trai anh. Anh làm gì đấy? Được rồi, không phải tối qua em uống say đấy sao? Em đâu cố ý. Uống say cũng phải có lý trí cơ bản nhất chứ. Hôm qua anh đã hôn Dương Cương đó. Anh, Hạ Thiên Phạm quan trọng với anh vậy sao? Ai nói cô ấy quan trọng? Vậy anh đi đâu vậy? Gặp Lão Tam. Lão Tam có chuyện tìm mình. Đâu? Tôi giới thiệu lại lần nữa. Trịnh Hảo, Trịnh Trọng là anh em môn ba từ nhỏ với tôi, kết giao sinh tử. Hôm nay mọi người gặp nhau thông qua tôi, điều cần làm được là tín nhiệm tuyệt đối. Ngồi đi. Đại ca, bắt đầu nhé. Đây là ăn cướp. Cướp cái gì? Cướp tiệm vàng. Trịnh Hảo, trước khi chúng ta ngồi tù, không phải cậu vẫn luôn nói muốn làm chủ lớn sao? Trước đây thế lực của chúng ta không đủ, bây giờ khác rồi. Có anh Sẹo và anh Dũng. Trịnh Trọng, cậu làm gì đấy? Đăng bài chứ sao? Lần đầu tiên đi ăn cướp phải lưu lại kỷ niệm. Anh xem định vị này, bỏ xuống. Trịnh Hảo, lần đầu tiên cậu nghe thấy tin này, khó mà chấp nhận được. Không sao, nghe kế hoạch của chúng tôi đi. Mục tiêu là tiệm vàng Tào Dân. Kế hoạch gồm 3 bước. 1. Bước vào tiệm vàng. 2. Đập tan hộp kính. 3. Lấy vàng đi. 3 bước này phải nói là không chút sơ hở. Đại ca, phát biểu ý kiến đi. Làm theo kế hoạch. Thế nào, làm không? Không làm. Làm. Em bị thần kinh à? Sao vậy? Làm cái gì mà làm? Làm cái này. Đây là chuyện xấu, chúng ta không thể làm. Được chứ vậy? Anh, sao lại bỏ đi chứ? Kế hoạch của bọn họ cẩn thận và nghiêm ngặt như vậy mà. Cướp tiệm vàng có 3 bước. Cẩn thận và nghiêm ngặt ở đâu? 2 bước không cướp được thì chả 3 bước à? Đây là chuyện xấu, phạm pháp. Chúng ta từng làm việc tốt sao? Sao nói mà em không hiểu vậy? Chuyện này em nghe anh đi. Dựa vào đâu mà chuyện gì cũng phải nghe anh? Không phải trước giờ vẫn vậy sao? Đó là trước kia. Bây giờ em phát hiện có những chuyện anh cũng không xử lý tốt. Chuyện gì? Hạ Thiên Phàm, em giữ cô ấy cho anh có giữ chặt không? Biết xấu hổ không vậy? Chuyện này alo, xin chào. Phải.
Cái gì? Được, tôi biết rồi. Ba bị chảy máu não, bây giờ được đưa vào viện cấp cứu. Hay là anh cùng em về thăm ông đi. Anh không đi. Bao nhiêu năm rồi sao anh vẫn vậy? Anh không đi. Sao hai cậu lại lải nhải như vậy? Ba em cấp cứu, anh ấy chưa từng đến bệnh viện lần nào. Anh nói xem sao anh ấy là như vậy. Anh cậu là như vậy đấy. Thực ra có nhiều điều cậu không biết. Chuyện gì anh Tam? Năm đó chuyện mẹ cậu qua đời, phải trả xe rồi không thuận đường. Anh Tài à, con tôi bị bệnh, anh giúp tôi được không? Không được, tắt đường rồi. Anh giúp tôi đi, con tôi đang ốm. Ông gọi xe khác là được rồi mà. Tôi trả thêm tiền cho ông được không? Không phải chuyện tiền. Giúp tôi đi bà, tôi gọi xe nãy giờ mà không được. Ông gọi lại đi. Ông giúp tôi được không? Tôi cầu xin ông đó. Đằng sau có kìa, tôi không đi được. Anh Tài à, cảm ơn cậu. Cảm ơn. Lên xe đi. Ai mà thất đức vậy? Anh Tài, anh đi nhanh hơn chút được không? Con tôi đang sốt. Tôi còn sốt ruột hơn ông đấy. Tôi nói tôi không đi. Ông nói xem tắt đường thế này. Lát nữa thật sự. Cảm ơn cậu. Đồng chí, tôi đang vội, có thể cho tôi khám trước không? Được, cảm ơn con. Tôi cũng rất vội. Số chuyên gia khoa ngoại não. Sao không dẫn cô ấy đến sớm hơn? Bệnh này sợ chứ là kéo dài thời gian. Một khi bỏ lỡ thời gian phẫu thuật tốt nhất, chi phí sẽ tăng cao, lại nhiều nguy hiểm. Mất bao nhiêu vậy? Tổng cộng phải hơn 100.000 nhân dân tệ. Hơn 100.000 sao? Bác sĩ yên tâm, tôi nhất định sẽ nghĩ cách. Danh giá. Con trai ông đây sao? Chuyện gì vậy? Ông xem nó đánh con tôi đây. Là cô ấy đánh em cháu trước. Làm cái gì vậy? Muốn đánh đúng không? Tôi sẽ về dạy dỗ đó. Tôi nói cho ông biết, phải đền tiền đấy. Cậu là người dạy bệnh nhân sao? Bác sĩ, có nguy hiểm đến tính mạng không? Cái này khó nói lắm. Có thể ổn không bác sĩ? Chúng tôi vẫn cần quan sát thêm. Cậu xin bác sĩ đấy. Yên tâm đi, chúng tôi nhất định cố gắng. Cảm ơn bác sĩ. Em làm gì đấy? Đánh anh.
Dừng tay, cậu đánh cả anh đánh trả đấy. Đến đi. Có chuyện gì? Có thể nói tử tế không? Chuyện này không thể nói tử tế được. Em hỏi anh, có chuyện gì không? Hôm đó, y tá đó là mẹ của lão Tam. Anh nói cho em biết, có chuyện này không? Trịnh Trọng, em có thể nghe anh nói không? Có chuyện gì không? Em có thể nghe anh nói không? Có chuyện gì không? Có. Từ đây về sau, anh là anh, em là em, anh đừng quản em nữa. Em nói cho anh biết, chuyện của lão Tam em nhất định sẽ làm với bọn họ. Em không được đi. Trước đây chuyện gì cũng nghe anh, sau này sẽ không bao giờ. Nếu em đi, anh sẽ đánh gãy chân. Anh đánh gì? Em có đi không? Em đi. Em có đi không? Đi. Đừng tưởng em không đánh được anh. Từ đây về sau, chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Lão Tam, chúng ta có thể gặp nhau chút không? Anh em, xe bay đến đây. Tốt quá rồi. Đợi mỗi anh thôi. Không phải anh không đến sao? Nói trước nhé. Làm xong vụ này có thể phân bao nhiêu? Cậu yên tâm đi. Sau khi xong việc, anh em cậu có thể lấy được 700.000 nhân dân tệ. Không được. Anh ấy là anh ấy, tôi là tôi. Anh tách ra đi. Cậu ấy 400.000, tôi 300.000. Dựa cho đâu mà chia như vậy? Không được. Cậu 300, cậu ấy 400. Được. Chúng ta bàn kế hoạch đi. Lát nữa, sau khi Trịnh Hảo loại bỏ camera, theo kế hoạch đập tan cửa kính, khống chế nhân viên, trong 4 phút lấy được bao nhiêu thì lấy. Đến nơi rồi, nhìn đồng hồ. 3, 2, 1. Được rồi. Chết rồi. Đóng cửa lại. Bên đó. Hành động. Bốn phút, lấy được bao nhiêu thì lấy. Đi. Đủ hàng rồi. Làm sao đây? Cướp của bọn chúng. Ghê đêm. Nhanh lên, lấy vàng đi. Mấy người làm gì đấy? Suy nghĩ của chúng tôi đụng hàng với các cậu rồi. Dám đấu với bọn tôi sao? Đánh chúng. Lấy vàng đi. Tôi giúp anh lấy vàng lên giá. Đại Dũng, anh làm cái gì đấy? Lão Tam, ý này của anh hay đấy. Này, chúng tôi cũng phải tìm kẻ thế mạng chứ.
Không phải cậu muốn là người tốt sao? Bây giờ tôi cho cậu một cơ hội để quay đầu đấy. Lão Tam, lấy vàng đi. Lão Tam, đi. Tặng cậu làm kỷ niệm nhé. Lão Tam, dậy lên. Đi. Tránh ra. Báo cảnh sát đi. Đừng đánh nữa. Tôi tên là Trịnh Thảo. Tiếp sau đây, tôi sẽ tự mình quay Bad Guy, xin hãy quay đầu. Kỳ thứ ba.
Anh, em tặng anh chiếc còi này. Ở đâu đấy? Em trời của thầy giáo thể dục đấy. Từ nay về sau, anh chính là kẻ xấu. Không ai có thể bắt nạt chúng ta. Anh sẽ bảo vệ em mãi mãi, cả đời này. Lần này tôi sẽ là một người tốt, một người, một người, một người tốt thật sự. Trịnh Trọng đang ở trong tay Bạc Sẹo. Anh lấy Trịnh Trọng để uy hiếp tôi sao? Cậu buộc phải làm, không làm cũng phải làm. Được, cậu lấy xe đi. Nhưng cậu phải nhớ, cậu lấy nó đi là để làm việc tốt. Cậu vui tính quá. Người ta mang xe đến đây để sửa, chưa thấy ai như cậu sửa xe gâu thành xe đểu. Tôi nói rõ nhé, tốc độ phải trên 80, bánh xe mới tự bay ra ngoài. Chạy lên đi. Không được chút dích. Hôm nay, trong thành phố xuất hiện vụ cướp tiệm vàng. Đương sự Trịnh Thảo kịp thời báo cảnh sát, hỗ trợ cảnh sát bắt giữ nhóm kẻ phạm tội. Tòng phạm Trịnh Trọng biết nhận sai lầm, xả thân giúp đỡ cảnh sát bắt kẻ tình nghi, biết tự thú, thái độ nhận tội tốt, được phán quyết giảm tội theo luật pháp. Trịnh Trọng, em muốn ăn đến chết hay sao? Anh, em không phải đang nhập viện sao? Hơi lỏng. Anh, chỉ còn bị đứt rồi. Y tá, sau đây cô đừng đến phòng tôi nữa. Cô quay lại làm gì? Tôi cũng đứt chỉ rồi. Ăn gì đấy? Kẹo cao su. Em còn ăn nữa, não của em cũng bị đứt dây đấy.
anh dậy đi. Dậy đi. Làm gì? Em hỏi anh một chuyện. Bao giờ đài truyền hình mới thanh toán cho chúng ta? Anh, khi nào anh mới thanh toán cho em? Anh nói xem đài truyền hình có trả tiền mình không? Rốt cuộc có trả tiền không? Anh thành người tốt khi nào đấy? Hỏng hỏng. Trịnh Trọng vẫn còn nhỏ, con phải chăm sóc cho nó. Dạ. Hỏng hỏng. Con còn nhớ bài hát trước đây khi mẹ dỗ con ngủ không? Dạ nhớ. Ngủ đi, ngủ đi, bảo bối của mẹ. Đôi tay mẹ dè dè đong đưa. Ngủ đi, ngủ đi, bảo bối của mẹ. Mẹ, chuyển sang khoa thần kinh đi. Chuyển con khỉ. Là em trai đấy. Anh, em muốn tham gia Bad Guy xin hãy quay đầu mùa 2. Đừng quậy nữa. Em lấy gì để tham gia? Vì em đủ xấu xa.